Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNITV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi broker Lily Lan Trần. Chị Lily Lan Trần có trên 25 năm kinh nghiệm, có thể nói chuyện trực tiếp với nhà băng không qua trung gian. Và broker Lily Lan Trần có thể giúp cho quý vị có được phần lời thật là tốt. Mọi vấn đề liên quan đến tài trợ và tái tài trợ cũng như địa ốc, mời quý vị tìm đến với broker Lily Lan Trần cùng với Realty to Funding. Số phone là 714-915-4657. Và tiếp đến nữa, hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly nằm ngay trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, căn số 2 màu xanh bên tay phải từ cửa chính đi vào. Tiệm vàng Mai Ly có bán đầy đủ vàng, bạc, nữ trang, đồng hồ Rolex rất là đẹp, hợp thời trang để phục vụ cho quý vị. Và quý vị đón xem talk show mỗi ngày thứ ba từ 1 giờ cho đến 3 giờ tha hồ quý vị mua sắm. Và số phone đó là 714-653-5207, 714-653-5207. Và tiếp đến nữa là nhà hàng Lẩu Đồng Quê, tòa lạc ngay ở trên đường Bonsa có với Magnolia trong khu tượng đài Đức Thánh Trần, với những món ăn vô cùng hấp dẫn, nhờ có cá nướng da giòn nè, các loại lẩu cũng như là gỏi xoài mực một đắng rất là ngon. Mời quý vị nhớ ghé đến nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Tiếp đến vẫn là những bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Dạ mời chú. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi quy định đối với cái lao động nhập cảng ở nước ngoài có tay nghề cao muốn sống, là cái chương trình đó kêu là chương trình H1B là trước đây vẫn là cho các công nhân nước ngoài mà có tay nghề cao được vào, và đặc biệt là thung lũng điện tử, thung lũng hoa vàng Silicon đã sử dụng rất là rộng rãi để mà tuyển lựa các kỹ sư và công nhân lành nghề khác, trong đó có nhiều người đến từ Ấn Độ. Nhưng mà năm nay thì đặc biệt là chính phủ của Tổng thống Trump đã tuyên bố là giảm bớt cái số lượng này khoảng 1/3, và những người mà xét hồ sơ rồi muốn vào nước Mỹ để mà làm việc phải xét rất là kỹ. Cái chương trình thực sự đó được nghiên cứu từ năm 2017 mà đến nay thì mới được áp dụng chính thức, và yêu cầu là các công ty mà có muốn người ở các nước khác vào cũng phải cân nhắc cho chọn lựa cho kỹ, vì chúng ta đã biết gần đây có rất là nhiều vụ gián điệp, mà đặc biệt gián điệp đến từ Trung Hoa, tức là Trung Cộng đã gửi rất là nhiều người đi sang đây học về kỹ thuật điện tử rồi đi làm leo lên chức vụ lớn, giám đốc hay là trưởng phòng gì đó, nghiên cứu gì đó. Thì đa số những người này là những người gián điệp làm cho Trung Cộng. Họ lấy tài liệu, ăn cắp tài liệu của nước Mỹ mang về Trung Cộng để làm giàu ở Trung Cộng. Thì đây là biện pháp rất là thích đáng, giảm bớt tất cả người công nhân lao động nước ngoài vào. Và theo báo cáo thì quyền phó bộ trưởng an ninh nội địa nói là 1/3 số đơn này sẽ bị bác. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là có một người thợ sở khóa của công ty Locksmith đã giúp đỡ được cho một người phụ nữ tại Utah để mà giúp cô thoát khỏi cái người đàn ông đang gọi là kìm hãm cô. Thì người phụ nữ này đã bị giam ở trong chính ngôi nhà của mình ở tại thành phố Midway thuộc tiểu bang Utah ở quận hạt Wasatch. Thì một người thợ khóa đã được kêu đến đây để mà sửa cái chìa khóa ở cái nhà trước. Và khi mà người thợ sửa khóa này đến thì anh ta đã thấy cái hành động bất thường của người đàn ông ở trong nhà. Tức là người phụ nữ này có vẻ sợ hãi, và người đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ sử dụng điện thoại khi mà người đàn ông này cho phép mà thôi. Thì anh đã nghi ngờ, và tại vì cái người thợ sửa khóa thì cũng đã đến nhiều nhà sửa và cũng đã gặp một vài cái trường hợp giống như là hành hung trong gia đình thì anh ta đã gặp rồi, và anh ta cũng đã cảm thấy điều lạ lùng. Và khi mà người thợ này sửa khóa xong rồi để mà đến với lại cái người để mà lấy cái hóa đơn, thì người phụ nữ này đã đưa hóa đơn cho anh ta, và trên tay của người phụ nữ có cái chữ 911. Và khi mà anh ta thấy cái chữ 911, ta hiểu vấn đề liền và ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Và khi cảnh sát đến nhà đã giúp giải cứu người phụ nữ này đang bị người đàn ông kia giam hãm ngay tại chính nhà của cô. Và người đàn ông đó được xác định danh tính tên là Grant Edgerton. Và người đàn ông này đó đã chia tay với người phụ nữ này rồi, và hai người này có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nhưng người phụ nữ này bây giờ đã chia tay anh này và có một người yêu mới. Nhưng mà người đàn ông này không có chấp nhận, và hồi ngày thứ 5 tuần trước thì anh ta đã tới để mà tới nhà người phụ nữ này và bắt cô trong nhà và không cho cô liên lạc với bất kỳ ai hết. Và may mắn là cô nhờ cái người thợ sửa khóa này nhanh trí đã giúp cô thoát khỏi cái người đàn ông này. Và CNN đã nói chuyện với luật sư của Edgerton là Clifford Venable, nhưng mà từ chối bình luận. Kính thưa quý vị, tướng Mỹ này có những cái trường hợp mà điên loạn về tình nhiều quá. Nhưng mà rõ ràng là
người phụ nữ cần phải được bảo vệ với những việc là người phụ nữ bị hành hung nè, rồi bị giống như bị xâm hại như vậy, bị giống như là bị kìm kẹp gì và giống như bị bắt cóc rồi, tương tự cái này là rõ ràng cóc, là trường hợp bắt cóc đấy chứ không phải là dạ bắt cóc. Thì cô đã tìm mọi cách để mà giải thoát mình, và khi mà cảnh sát biết sự việc này thì chắc chắn là cái người đàn ông là Grant Atchison là gặp trouble rồi đó, big trouble rồi. Hay lắm, hay lắm, đó là một sáng kiến rất là hay. Dạ mà cô, là sao cô đưa cái may mà lúc đó cái người đàn ông này không để ý, làm sao mà cổ biết được cái số 911 trên tay của cổ, để mà khi mà cổ đưa cái hoa được cái bill cho người đàn ông kia thì người đàn ông kia mới thấy chữ 911 để mà gọi cứu cô. Dạ, wow, hay quá. Dạ, mà rất là lucky cho người phụ nữ đã gặp một cái người thợ sửa khóa rất là lanh trí. Dạ. Trước đây có một vụ cũng là người đi order pizza đó. À, cái người đưa pizza tới, đưa tới nơi, thấy cái người phụ nữ ở trong nhà mắt lóng la lóng lát gì tới gì lôi. Cái người giao pizza, cái nghi ngờ, cái cảnh sát tới. Hóa ra cô này bị bắt cóc. Người người giao pizza gọi ngay cảnh sát tới và giải quyết được cho cô kia. Thì quý vị cũng để ý khi nào nhớ là những vị phụ nữ nha. Mai mốt đúng không? Mà cháu mà có chia tay ai đó, cẩn thận nha. Đừng có chia tay một cách là dữ dội vậy hả? Dữ dội quá. Dạ, con muốn chia tay trong hòa bình. Chia tay hòa bình, nhưng mà thật ra người Việt Nam thì ít cũng có, nhưng mà rất là ít, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ trở sang cái vấn đề Ý về vấn đề đeo khẩu trang. Thì bây giờ mới đây đó, Ý đã ra lệnh lại là toàn quốc phải đeo khẩu trang. Tại vì chúng ta đã biết là Ý là nước đầu tiên nó đã bị dịch COVID-19, nó làm cho cả thế giới lo ngại. Và sau đó thì chính phủ Ý đã tìm mọi cách để cản trở tất cả những cái vụ việc phát triển cái con virus này. Nhưng đến bây giờ này thì đột nhiên lại có một cái sự mà nổi dậy của con virus này. Do đó thì chính phủ đã thông báo là tất cả mọi người này bây giờ phải đeo đeo mặt nạ hết, người nào không đeo mặt nạ thì phạt bao nhiêu thưa quý vị, thưa $1,000, thưa quý vị không có đeo mặt nạ thì phạt $1,000 và có thể cao hơn nữa. Thì bây giờ là đây là một vấn đề rất là quốc nạn, rất là lớn, và theo Ý họ muốn rốt ráo giải quyết cái vấn đề này bằng cách là bắt buộc tất cả mọi người dân Ý phải đeo. Chúng ta đã biết rằng là trước đây có tới 36.000 ca tử vong ở Ý được xác nhận, và cao nhất Âu Châu đó thưa quý vị. Và bây giờ hy vọng rằng là với cái biện pháp mới mạnh mẽ này thì cái virus này sẽ bị contain, tức là bị kêu là nhốt lại thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến một người đàn ông đã rơi xuống vực khi mà chụp ảnh ở trên một vách đá ở tại Arizona. Và khi mà cảnh sát đến để mà tìm xác người đàn ông này thì tìm thấy một bộ hài cốt khác cũng đã rơi xuống khu vực đó. Một người đàn ông 25 tuổi bị chết vào ngày Chủ nhật sau khi rơi xuống một vách đá tại khu giải trí công viên quốc gia Glen Canyon ở Arizona. Và thuộc sở công viên quốc gia NPS cho biết, trong khi các nhà chức trách đang gọi trục vớt thi thể của người đàn ông, thì họ phát giác ra một phần còn lại của một người khác không có liên quan đến vụ ngã đã tử vong. Và các nhân chứng nói với NPS rằng người đàn ông được xác định là Orlando Serra Mano Azola đang chụp ảnh ở tại Glen Canyon Dam Overlook vào sáng ngày Chủ nhật. Và các nhân chứng cho biết là anh ta đang đứng trên một cái vành để mà nhìn ra con sông Colorado, và khi rơi xuống khoảng 100 feet, sau đó thì trượt thêm 150 feet nữa. Nạn nhân bị chấn thương nặng và không có dấu hiệu của sự sống sau cú ngã. Và sau đó thì cảnh sát đến để mà cố gắng lấy được cái thi thể của Serrano Azola về cho gia đình. Thì cuối cùng họ tìm thấy được mảnh xương của một bộ hài cốt của một người khác. Và cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc để mà tìm coi thử là bộ hài cốt này thuộc về ai, và họ có phải là một nạn nhân ở trong một vụ tai nạn tương tự rồi cũng chụp hình rồi rớt xuống hay không, hay là có một cái vụ án mạng nào khác liên quan, thưa quý vị. Thưa quý vị, thường thường thì những cái tai nạn xảy ra là do người ta phải nói là lơ là, không có để ý đến cái vấn đề an ninh. Thưa quý vị, rất là nhiều trường hợp xảy ra trước đây. Có những bố mẹ dẫn con đi trên những con đường núi của ghề này mà không nắm tay con, không bắt con đi sâu ở trong, mà để cho con đi men theo trên đá, đã rơi xuống và đã tử nạn. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp những người mà rớt ở đây là những người dùng selfie, thưa quý vị, cẩn thận nhé. Có nhiều người thích chụp hình trước mặt một cái nơi hẻo lánh, cầm cái này xong rồi xoay lưng lại phía đằng sau là vực sâu, không cầm cái này để sâu về để cho bạn bè, cho vợ con, để coi lùi không có biết là lùi và rớt xuống vực. Cái đó là một chuyện rất nguy hiểm, thì quý vị cộng đồng Việt Nam chúng ta nên để ý nhé. Chúng ta đi chơi đâu mà muốn chụp hình selfie thì cũng nên cẩn thận, chỗ nào mà có cái
có cái ngăn cản, có hàng rào thì hắn làm, chứ còn không có hàng rào đừng có liều mạng, tại vì cái mạng mình rất là quan trọng, và cái hình ảnh đó là chuyện nhỏ mà thôi, thưa quý vị. Bây giờ một cái việc nữa là chúng tôi cũng thưa quý vị một cái bản tin nữa, chúng tôi thưa quý vị, đó là các thành viên của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện đang ra một cái nghị quyết là buộc tất cả mọi nghị sĩ trước khi đi họp đều phải có xét nghiệm dương tính và phải đeo mặt nạ. Thì cũng dĩ nhiên cũng có một sự chống đối, nhưng mà vì gần đây có tới 3 thượng nghị sĩ đã bị nhiễm dương tính về một con người Covid, cho nên có thể cái nghị quyết này sẽ được thông qua của hai bên. Nghị quyết yêu cầu xét nghiệm âm tính 2 lần đối với người quay trở lại Capitol, cách ly 14 ngày với những người đã tiếp xúc với người nhiễm coronavirus, và cách ly thêm 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính có các triệu chứng. Thì một ông Schumer là nghị sĩ Schumer nói chúng ta phải cần hành động ngay lập tức vì Thượng viện Mỹ đã trở thành điểm nóng của virus. Có thể là cái nghị quyết này được thông qua vì đây là một cái sự kiện có thật, và một số thượng nghị sĩ đã bị nhiễm dương tính, nhưng mà cũng chỉ là chúng tôi đã thưa quý vị là có thể nào cũng có sự chống đối nếu vi phạm tự do của người ta, nhưng mà dù sao thì bảo vệ mình vẫn hơn. Chúng tôi tin rằng, hy vọng rằng Thượng viện sẽ đi thông qua nghị quyết này để có thể bảo vệ sức khỏe của những người lãnh đạo của ngành lập pháp. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến một vụ tai nạn rất là thương tâm của một cặp vợ chồng chỉ mới cưới được 4 ngày nhưng mà cuối cùng thì cả hai đã thiệt mạng trong một vụ rớt máy bay. Sự việc xảy ra với lại một cặp vợ chồng tên là Costa John Osivalis, 30 tuổi, và người vợ tên là Lindsay Vogelia, 33 tuổi. Họ kết hôn mới chỉ được 4 ngày thôi tại thành phố là Tularite của Colorado. Họ đến đây để tổ chức lễ cưới và hưởng tuần trăng mật của mình. Họ đến từ Port Orange của tiểu bang Florida, và họ đã rời sân bay Tularite vào lúc 12:45 vào ngày thứ hai trên một chuyến máy bay trên một cái chiếc máy bay là Beechcraft Bonanza, và họ định trở về Colorado và sẽ định dừng lại để tiếp nhiên liệu tại Oklahoma. Nhưng mà khi mà máy bay mới cất cánh được có 10 hoặc là 15 phút thôi thì máy bay đã rớt xuống và chỉ có hai người là duy nhất ở trong máy bay và cả hai đều tử nạn. Cyrus là từng là một phi công, là người hướng dẫn bay của hãng United Airlines, và Vogela cũng làm việc trong ngành hàng không. Và bây giờ thì cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia đang điều tra vụ tai nạn, kính thưa quý vị. Dạ, thưa quý vị, một cái tin không vui cho những người Việt chúng ta là bên cạnh những cái tin về những vị tướng Việt Nam đã được bổ nhiệm làm tướng lãnh trong quân đội và không quân và lục quân, lại có những người Việt Nam xấu xí. Một nhân viên của Amazon mới đây bị nghỉ việc và ở tù vì anh ta đã lợi dụng cái chức vụ của anh ta là chuyên môn để hoàn lại tiền cho những người nào mà trả lại đồ đó. Anh ta đã lập một cái những cái account riêng của anh ta để hoàn trả tiền cho anh ta mà không có phải là thực sự, rồi anh ta lại hoàn trả lại cho tiền cho những người khác, bạn bè khác của những người này không có trả đồ. Trong khi đó là anh ta lại còn lưu manh, đó là thí dụ như là những hàng có cái mã số nào đó có giá trị cao thì anh ta thay đổi bằng cái mã số có giá trị thấp để trả tiền, hoàn tiền cho anh ta. Và ngày 2009 người ta anh đã bị kêu là cảnh cáo rồi, nhưng vẫn tiếp tục làm. Tới bây giờ các công tố viên đã bắt giam cả 4 người này, cả một anh Việt Nam với lại 4 người Mỹ nữa, tức là 4 người Mỹ là Joe Abraham, rồi Helsi Abraham, Jesse Abraham, Shmuel Abraham, đã gửi những cái hóa đơn đặt hàng sau đó lại xin hoàn trả lại, lấy tiền bỏ túi. Đây là một cái vấn đề rất là xấu hổ cho cộng đồng Việt. Hy vọng rằng cái chuyện này là nhỏ lẻ, không có ảnh hưởng đến những người Việt cộng đồng khác, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNA TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.